Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị đang xem trên kênh Hương Gừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc cả nhà ơi. Hôm nay là buổi chiều của ngày 5 tháng 11 năm 2024. Và con cũng vừa cập nhật một số nội dung thông tin rất là đặc biệt để mà con muốn chia sẻ đến cô bác chị mình và quý Phật tử trong và ngoài nước. Kính thưa cô chú anh chị, sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ trong thời gian gần đây, đặc biệt là năm 2024, thì chắc có lẽ rằng ai mà yêu quý những việc như là chân thiện mỹ, yêu quý sự từ bi, nhân nghĩa đạo đức và nhân phẩm của một con người, và đặc biệt đó là Sư Minh Tuệ là một cái bậc, một tấm gương sáng và một bậc chân tu mà để con cũng như cô chú anh chị mình, những người yêu mến Sư Minh Tuệ để mà ngưỡng mộ và noi gương theo. Và cả nhà ơi, thì cộng đồng mạng dễ sống khi mà những sự việc mà bà Hai Siêu Eo vừa qua, bà đã lên tấn công vào Sư Minh Tuệ cũng như những có những lời lẽ xúc phạm đặc biệt nghiêm trọng đến nhân phẩm, nhân cách cũng như là sự tu tập, phân chia và quy chụp cho Sư Minh Tuệ cũng như là gia đình Sư Minh Tuệ và cả công ty Phát Tâm Thiên Đình Tệ được cơ quan chức năng bảo hộ pháp lý cũng như là được sự chấp thuận của Sư Minh Tuệ. Vâng, kính thưa các anh chị mình, thì trong sự việc ngày hôm nay và hai cái sự việc con muốn đưa đến các anh chị mình, một thông tin thứ nhất đó là một bé trai rất là nhỏ tuổi thôi cả nhà, rất là nhỏ tuổi thôi nhưng mà đã lên trực tiếp lên trên một cái trang có gọi là TikTok để mà đặt ra cái câu hỏi cho chị Hai Siêu Eo nghìn tỷ Bình Dương là vì sao mà cô lại ghét tấn công vào Sư Minh Tuệ, một người nhỏ tuổi thôi, đáng lẽ là đáng tuổi con của con nó khoảng tầm 12, 13 tuổi gì, sợ chưa tới nữa cả nhà, khoảng 10 tuổi hơn thôi, nhưng mà đã có những cái sự hiểu biết nhất định so ra thì cũng chẳng có lẽ là chẳng thua một số người lớn đâu cả nhà. Nếu mà cái sự từ bi, một cái sự hiểu biết em như thế này thì rất là ok, có thể là biết nhiều hơn chị Hai luôn, có thật của anh chị mình. Và để cái thông tin thứ hai con muốn chia sẻ đến quý anh chị mình là một chuỗi nhà hàng, một giám đốc nhà hàng cực kỳ lớn đã phát lên một cái thông báo rằng không chấp thuận, không tiếp đãi chị Hai, cả ông chồng của mình cũng như là gia đình chị Hai đến là không tiếp nhận và không buôn bán, không có tiếp đón. Cả nhà thấy rõ ràng sự việc này nó lên đang rất cao trào cả nhà ha. Một doanh nghiệp người ta đầu tư hoặc là một cái chuỗi cửa hàng, một cái chuỗi mà nhà hàng đi, thì người ta thường đặt tiêu chí là kiếm tiền, thu nhập, đó là sự quan trọng nhất. Nhưng mà trên cái sự thu nhập đó là cái sự uy tín, tính cách một con người và cái sự việc đạo đức, nhân phẩm rất là quan trọng. Và anh trai này, đây là cả nhà, cái anh trai này đã lên tiếng là không chấp nhận cũng như là không tiếp đón gia đình của chị Hai Siêu Eo cũng như là chị Hai. Cái sự việc này cực kỳ là hay, cực kỳ là được mọi người quan tâm cả nhà. Và được biết thì cái bài này đăng lên thôi được rất là nhiều sự đồng tình, nhưng mà trong đó cũng có một số người fan bưng bô của bà Hai đó vào tấn công vào cái anh trai này cũng như là cái nhà hàng này. Và đặc biệt thì con cũng xin phép là con sẽ không nêu tên anh này lên cũng như là cái chuỗi nhà hàng của anh trai này để mà cho sự việc mà nó sẽ tốt đẹp hơn cho anh trai này. Và trước khi vào thông tin, cả nhà trình bấm cho con một like cũng như là một lời động viên tinh thần, một sự chia sẻ. Còn cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa cô chú anh chị mình, chúng ta vào một cái thông tin thứ nhất nha. Đó là một bé trai thôi, rất là dễ thương, rất là hiền. Rất là dễ thương cả nhà ơi. Đây, cô chú anh chị mình vào xem với con nha. Bà làm phước, chào cô chú anh chị, hôm nay con chào cô chú anh chị, với lại con chào bà nội Phương Hằng. Bà nội Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng, cho mình chữa một chút Minh Tuệ nha. Chị nghe con nói nha, nếu bà Nguyễn Phương Hằng bà chữa là ông là như vậy là xúc phạm, không có được. Wow, chỉ hơn 10 tuổi thôi cô bác anh chị, chỉ hơn 10 tuổi đầu thôi mà đã biết rằng là chị Hai Siêu Eo chửi Sư Minh Tuệ như vậy là không có được, xúc phạm đó, cả nhà thấy có ghẹn không? Nhưng mà chị Hai vẫn biết đó cả nhà, làm gì không biết được, tuổi gần 60 rồi mà chị Hai vẫn chửi và quy chụp, quy kết rồi là đe dọa vân vân. Thật ra là chửi không còn từ ngữ nào để diễn tả nữa, không còn cái ngôn từ nào để sức nói nữa. Khi mà một người Siêu Eo của một cái công ty, một cái khu du lịch ra văn hóa gì đó vân vân, cả nhà thấy còn thua một đứa trẻ nữa. Con nói thật cả nhà mình vậy, thua một đứa trẻ. Con xem cái video này mà con cảm thấy con mắc cười trong bụng. Khi một đứa trẻ như thế này mà nó còn biết lên nói những cái sự việc mà cực kỳ hay như thế này, tại sao bà Hai Siêu Eo lại không nói được và không làm được như đứa bé này? Thật là con ngưỡng mộ đứa bé này cả nhà. Không có nên,
không có nên. Ông nói như vậy là ông thức minh tuệ ông buồn, wow, để cho ông thức minh tuệ đi tu nữa, wow, tu hành, cho người ta mê phước mê thành. Nếu mà Nguyễn Phương Hằng không tôn trọng ổng á, chị để cho người ta tôn trọng ổng. Nếu mà bà Nguyễn Phương chấm chấm không tôn trọng ổng, tức là xin minh tuệ, thì để cho người ta tôn trọng đó. Một đứa trẻ thôi cả nhà, quá là hay, con rất là thích luôn đó cả nhà. Bà mà không biết nhật bà ổng á, vậy sao bà cứ lên live bà chửi ổng hoài vậy? Nếu mà không thích ông minh tuệ á, thì ông bà làm phước làm ơn đừng có chửi ông thích minh tuệ nữa, cho ông tuệ đi tu thành rồi sau quá. Chào cô chú chị, hôm nay con chỉ cần xem một cái video thôi cả nhà là con biết cái bé trai này được giáo dục đến nơi đến chốn, và cái đạo đức của bé trai này được cha mẹ, ông bà cha mẹ, gia đình quan tâm cực kỳ đó cả nhà. Trước khi mà con nói thật, con cũng là làm cha, nhưng mà cái sự suy nghĩ của con trước khi con mình thành đạt phải cho nó thành nhân, và cái đạo đức là cái quan trọng nhất của một cốt cách của một con người. Cái nhà thấy gỗ gàng mới nhỏ xíu tuổi thôi, khoảng tầm hơn 10 tuổi thôi, chưa chắc hơn 10 tuổi nữa, khoảng 8 đến 10 tuổi trở lại thôi, nhưng mà đã nói được những cái câu mà quá là hay như thế. Con rất là yêu thích, và cho em một like nha cả nhà ơi. Và đây thì con xin chia sẻ với cái việc thứ hai là một giám đốc mà có thể gọi là của chuỗi nhà hàng cực lớn đã lên tiếng không tiếp đón bà Hai Siêu Eo và cả gia đình, cả anh Dũng luôn. Đây, cái sự việc này nó mới đáng quan tâm rồi cả nhà. Khi mà người ta không còn quan trọng tiền bạc nữa, người ta xem tiền bạc nó không còn ý nghĩa nữa, cái nhân phẩm và cái đạo đức con người và cái văn hóa nó quan trọng như thế nào, thì đó là một cái ngôn người rất là ok. Đây, cả nhà mình còn xem cái con anh trai này nói gì ha. Tôi làm video này ngày hôm nay, ngày 4 tháng 11 năm 2024. Tôi làm video này xin gửi tới bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi nha. Wow. Và bắt từ ngày hôm nay, ngày 4 tháng 11 năm 2024, toàn thể hệ thống nhà hàng khách sạn của chúng tôi trên toàn quốc sẽ ngừng phục vụ và đón tiếp vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi cùng toàn thể những người thân trong gia đình nhà bà Hằng và Dũng nha, những người liên quan. Ngày hôm nay, ngày 14, toàn thể chuỗi nhà hàng khách sạn của tôi trên toàn quốc không tiếp đón chị Hai Siêu Eo và gia đình chị cũng như là chồng của chị. Chỗ tay cho anh trai này, quá là hay của bác anh chị. Cho một like. Khi là một người, người ta đầu tư bất cứ cái gì đó, người ta sẽ đặt cái lợi nhuận lên là hàng đầu. Cũng như là cái anh trai này, nếu đầu tư một cái chuỗi nhà hàng mà từ toàn quốc như thế này, không phải là đơn giản tiền tỷ đâu, mà có thể vài trăm tỷ. Đó là cái chuyện đơn giản thôi của anh ta. Nhưng mà trên cái đồng tiền thì còn là cái nhân nghĩa, đạo đức và cái cốt cách của một con người. Và anh trai này đã làm được cái sự con ngưỡng mộ. Nhưng mà vì một cái số hình ảnh nhạy cảm với một cái vấn đề là con không có chia sẻ tên, cũng như là con sẽ không chia sẻ cái địa chỉ của cái nhà hàng, chủ nhà hàng này, của bác chị mình thông cảm ha. Và khi cộng đồng mạng người ta nổi dậy và cháy lên cái ngọn lửa lòng, mà khi một cái người giám đốc CEO của một cái khu du lịch văn hóa gì đó, thể thao du lịch gì vân vân ở Bình Dương, mà lại lên phát ngôn vô văn hóa, vô kiến thức, quy chụp dùng những từ ngữ là xúc phạm, đe dọa, quy chụp nghiêm trọng về quyền và cá nhân và tổ chức, đặc biệt đến với sư Minh Tuệ, thì cho có rất là nhiều người, người ta lên tiếng rồi, cả những luật sư Hoàng Duy Hùng nè, tiến sĩ Đoàn Văn Đấu nè, luật sư Vlog cũng đang quay đầu lại luôn. Luật sư Vlog là một trong những fan của chị Hai đó, cũng đang quay đầu lại rồi, rất là nhiều cả nhà, không riêng gì mà những cái chuỗi nhà hàng nào. Con hy vọng rằng là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm sáng tỏ minh bạch cái sự việc này, chứ không phải đơn thuần là cái chị ta nói rồi là thông đâu. Tại vì các nhà biết rằng trong một cái câu chuyện, nếu mà chúng ta không có chứng cứ, không đầy đủ trình tự và không có một cái sự việc
liên quan, thì chúng ta lên quy kết tội người khác là đang xâm phạm và quy chụp người khác, lăng mạ người khác và đã xâm phạm trực tiếp vào quyền cá nhân và tự do tôn giáo cực kỳ quan trọng, và đang xâm phạm và đang dính vào điều khoản 2 điều 331 cực kỳ trầm trọng đối với bà Hai COL Bình Tỷ, khoảng từ 2 đến 7 năm kịch khung. À, đợt này thì bà ta chắc chắn một điều, nó có anh chị mình, con tin tưởng vào cơ quan chức năng lắm, con tin tưởng vào CA, họ đang dần dần điều tra đầy đủ chứng cứ, chứng từ và trình tự, họ sẽ làm cái rập. Cô bác chị mình cứ tin đi, con nói thật, con tin tưởng vào sự điều hành đất nước của cơ quan chính quyền cũng như đảng và nhà nước Việt Nam. Không thể để cho một người mà vô văn hóa, một người mà có thể gọi là vô đạo đức lên phát ngôn trước công chúng như thế và truyền tải những thông điệp cực kỳ xấu, cực kỳ nguy hại cho giới trẻ. Cả cộng đồng mạng bây giờ là ai cũng có thể gọi là một số người bưng bô cho bà Hai thì đang là tung hô bà ta lên, nhưng mà những người ta nhìn được cái sai, cái sự việc sai của bà ta thì người ta đang rất là dư luận đang là quan tâm và bức xúc. Kính thưa các anh chị, và cuối video thì con xin chúc cô chú anh chị mình có một buổi chiều của ngày 5 tháng 11 năm 2024 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Con xin chào và hẹn lại nhé.